Xin chào tất cả bạn, hôm nay kênh của chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một cái mẫu từ đường đẹp tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đấy, các bạn có thể quan sát qua cái khuôn viên của cái từ đường này. Đấy, khuôn viên rất là rộng đấy. Khuôn viên này diện tích là bao nhiêu bác nhỉ? Em hỏi bác một chút. Chủ tư đường là bác Quân đúng không ạ? Ừ, đấy, đây, thì cho đường ra ao. Đây, sẽ view cho mọi người xem. Đối xứng và trang nghiêm. Đó, thì các bạn nhìn thấy khuôn viên rất là rộng. Đó. Rồi, các bạn cùng quan sát qua lại phía bên ngoài của công trình. Sao mình là 360 hay 500 mét bà? 360. Đó, khuôn viên rất là rộng các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phía bên trong. Anh lưu chi tiết một chút hàng rào để cho mọi người tham khảo. Vâng, rồi tí mình đi ra một lượt là được. Cháu nhờ bác dẫn vào bên trong đấy ạ. Vâng, bác vào để giới thiệu cháu một chút. Đấy, chúng ta đi lên trên nền của từ đường thì chúng ta bước qua 5 bậc. Rồi, chúng ta quan sát nhá. Tất cả những chi tiết này thì đều được làm bằng bê tông và sơn giả gỗ hết. Đấy, tôi rất là quay chi tiết để cho mọi người nhìn thấy những cái chi tiết trang trí của cái mẫu từ đường này. Gỗ này là gỗ gì bác nhỉ? Nó bảo là cái gỗ cửa này. Đấy, chúng ta quan sát nhá. Sẽ quay rất là kỹ những cái chi tiết này cho mọi người tham khảo. Đấy, một cái mẫu từ đường. Cái này hoàn thiện lâu chưa? Xong chưa cô nhỉ? Xong từ ngày tháng 8. Tháng 8 năm 2017. Tháng 8 đấy. Và toàn bộ cửa gỗ lim, chi tiết hoa văn rất tuyệt vời. Đó, chúng ta sẽ quan sát kỹ nha. Đấy, thì kênh của chúng tôi rất là nhiều các mẫu từ đường khác nhau để làm để chia sẻ cho mọi người. Những ai đang có nhu cầu mà làm về từ đường có thể tham khảo. Và chúng ta sẽ cùng nhìn những cái họa tiết hoa văn trang trí. Và những cái chi tiết trang trí này là những cái chi tiết gì thì chúng tôi cũng có nói ở những cái video trên kênh của chúng tôi về các cái mẫu từ đường khác. Nên là video này tôi xin phép là không chia sẻ lại. Đấy, tôi chỉ quay để cho mọi người để tham khảo thôi. Đó, thì riêng cái mẫu từ đường này cái bố trí đấy, những cái ô thoáng nó rất là khác so với các cái mẫu từ đường khác. Đây, tôi sẽ quay chi tiết cửa để cho mọi người xem. Đó. Rất là nhiều các cái chi tiết trang trí. Và mỗi một mẫu từ đường thì lại có một cái kiểu trang trí khác nhau. Ok, chúng ta cùng tiến vào phía bên trong của từ đường ạ. Đây, tôi sẽ quay từ trên. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, trang trí rất là nhiều đấy ạ. Rồi, đây là cái cửa lách để tiến vào không gian chính của từ đường. Và
Đây là mình là thờ là thờ có một công nhận. À. Vâng. Chúng ta cùng quan sát những chi tiết. Cái thợ ở đây là thợ ở đâu làm đây bác nhỉ? Thợ này là thợ ở đâu làm bác? À. Đây là một cái mô hình rất là truyền thống theo kiến trúc dân gian của Việt Nam. Rồi, các bạn nhìn thấy đây, đấy, bộ bàn ghế này, bàn ghế gỗ gì đấy, rất là quen thuộc ở khu vực nông thôn đúng không? Ở Việt Nam. Thực ra đây là mình vừa là để tiếp khách luôn và vừa để thờ luôn, thờ cúng. Và vâng. Cái này rất là đẹp đấy ạ. Nên video rất đẹp. Tôi sẽ quay rất là chi tiết các cái chi tiết trang trí cho mọi người xem. Cửa sổ đây ạ. Đấy, cửa sổ bạn nhìn đấy nhá. Đấy, chúng ta quan sát cái chi tiết trang trí bên trên nhé. Đúng hình kiến trúc nhà chuyển và là ngày trà. Đúng đấy, cổ truyền ngày xưa đấy. Rất chuẩn được. Làm ngày xưa chứ có làm đấy đâu. Đúng hình thức ngày xưa. À, kiến trúc dân gian. Làm kỳ công lắm, nhiều lắm. Ôi, thì người bây giờ. Làm theo trường phái tân cổ điển. Ok, như vậy là các bạn đã quan sát toàn bộ không gian bên trong, rất là khu vực rất là rộng. Bây giờ chúng ta cùng ra bên ngoài ngắm lại một lần nữa mẫu tư đường này ạ. À, trước khi ra bên ngoài thì cháu xin phép là hỏi bác một chút ạ. Tính tới cái thời điểm mà mình xây dựng hoàn thành xong ấy, thì ướm chừng được khoảng bao nhiêu tiền ạ? Tiền á? Vâng. Tiền thuế khoảng 2 tỷ. Đấy là cả khuôn viên đấy. Tất tật luôn. Tất tật là xong. Hơn 2 tỷ hay là dưới 2 tỷ ạ? 2 tỷ, hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ đúng không ạ? Đó. Để các vị gia chủ mà cũng chuẩn bị xây cái mẫu đường này cũng có thể tham khảo. Và tổng diện tích là bao nhiêu bác? 200 m² đúng không ạ? Riêng cái từ đường này. Còn sân đấy, sân là một sào đấy, cổng là sào đấy. Vâng. Thì họ đo lấy tiền mà họ làm vậy là chỉ biết. Cả cái lô đất này rơi vào tầm gần 600 m². Đấy, nếu bằng đấy thì anh cứ vậy mà tính. Ok. Đây là một phòng riêng để tiếp khách. Nát là phòng trái. Đây là phòng khách. Rồi, chúng ta cùng tham quan lại. Đi thêm lên ấy là đấy ra chưa đẹp chưa? Vâng, lên. Lên ảnh này lét lắm ạ. Ngồi đây bên đoạn. Đấy, tổng tất tần tật là hơn 2 tỷ. Từ đường 200 m² và cả sân vườn hàng rào. Khu vực này theo gia chủ có chia sẻ là chỉ thờ mỗi bố mẹ thôi của bác. Đấy, thì hy vọng kênh của chúng tôi chia sẻ một cái mẫu từ đường này có thể giúp ích được cho mọi người, để mọi người có một cái mẫu để tham khảo trước khi xây dựng cái mẫu từ đường cho riêng mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được nhiều chia sẻ hơn nữa. Xin chào.